Hello hello, xin chào mọi người, lại là mình đây HPS. Welcome to my channel. Hãy nhớ subscribe kênh, like và share các video clip mình tặng nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi quay trở lại với chủ đề chính ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đến với một trong những MV mà mình tin chắc là có khá đông những người fan hâm mộ của Subin đã chờ đợi, đó chính là MV Ai Mà Biết Được, nằm trong album Bật Nó Lên của Subin các bạn. Thì đây sẽ là cái kiểu như là bài hát chủ đề hết rồi. Đó, tại vì chỉ có một bài hát này là đâu có rất nhiều bài hát ở trong album này được ra MV rồi, như là Sunset in the City, Giá Như, Hey và bây giờ là Ai Mà Biết Được. Đó kiểu như là một cái chuỗi series MV nằm trong album mới nhất của Subin, Bật Nó Lên featuring cùng với lại Tali mọi người. Ok, vào sân khấu cùng mình nhé, let's get it, 1, 2, 3. Wow, The Gangs, quán này mình vô rồi nè. Hoàng tử R&B vậy. Ồ, tự nhiên nè. Đây là phần cảnh trong Giá Như nè. Đẹp như thế. Yeah. Em đang giấu gì, chẳng buồn nói lý lẽ vài câu. Oh no, trôi qua mỗi ngày, anh thấy sức có thể nhịn nhau. Chuyện tình yêu ta cứ thế trôi sâu vào những thứ không đâu vào đâu. Giọt buồn trên vai dần dần anh chia hai, vậy lý do là tại ai? Anh không muốn ta buồn xuôi, baby. Chịu đựng một chút thôi. Xin cho anh có trả lời, baby. Để lòng này bớt trái vời. Trong tim anh ngày anh như bao. Gió hay nhá. Trời ơi, sẽ là công chuyện em biết được. Quá bốc cháy. Được bông hồng xong rồi quên tới. Tìm lại một nơi cho người đó tội. Tự hoa không còn tươi hay người trăng lười. Em không hề giấu anh, chỉ là em đã qua mấy video. Giọng sexy quá mọi người. Biết nghe còn ngạc quá mà. Em cứ lấy đi tất cả gì. Trăng ngập trời rồi. Ôi hay thế vậy. Ôi, tụi người vò đánh quả biết hay quá à. Mặt trăng và mặt trời không mình thương chân thẫn hả? Wow. Ủa là đang ngồi coi
coi kịch hả, coi với sân khấu hả, ai vậy? Subin ngồi luôn à, ai mà biết được. Hay quá ha, cái concept mà mặt trăng với mặt trời xịn sò thật luôn đó các bạn. Hay thật sự. Sau khi nghe xong cái bài hát này thì mình thật sự là tâm trí của mình nó như bị lạc trong cái thế giới nào mọi người, các bạn có thấy, các bạn có cảm giác giống mình không? Xong rồi cái bài ai mà biết được này mình nghe xong mình cũng không biết được là tại sao mình kiểu như mình get lost một chút xíu luôn các bạn. Chỉ với hơn 4 phút thôi mà mình thật sự là mình bị chìm trong cái khoảnh khắc coi như là đầy ắp những cái sự sao ta, đầy ắp những cái sự hoài nghi, đầy ắp những cái sự tối tăm, đầy ắp những cái sự giấu giếm trong tình yêu của các bạn. Ai mà biết được, nghe lyric toàn là những cái câu như là em đang giấu gì, mày hầm vô mới câu đầu tiên là em đang giấu gì, chuyện tình yêu cứ thế trôi và những thứ không đâu vào đâu, anh không muốn ta buông xuôi nhưng trong tim anh ngày em như bông hồng xinh tươi để hé mộ anh, cái câu mà để ai em cứ lấy tất cả những gì vậy thì khúc hay quá trời. Nhưng mà cảm giác là bài ai mà biết được này á thì nó nghe không có phê bằng bài Giá Như hay là bài Tháng Năm của Subin ha. Chắc là do là có collab với vocal nữ, thành ra là cái phần hợp âm á nó cũng sẽ hơi điều chỉnh một chút xíu. Thì mình cảm giác là cái tông giọng của Subin và Tự trong cái MV này nó đều kiểu như là nó không có kiểu là nó feel quá nhiều các bạn, kiểu như là hai người em nói chuyện với nhau là nhiều hơn là feeling trong cái buông lơi trong mấy giọng hát, kiểu như là bộc lộ ra, thậm chí là giống như là bài Giá Như trước đây của Subin. Các bạn nghe quãng giọng của Subin rất là cao và cái phần bridge mà chuyển sang cái đoạn ao bài nó giống như là được lên tông và mình cảm giác là nó cực kỳ là đúng kiểu là cao trào của bài hát luôn. Thì với ai mà biết được này thì có thể là do ý đồ của Tuliver hoặc là do cái sự sắp xếp có dự định của Subin để có thể collab với lại rapper Thaline, thì cái quãng giọng của Subin trong bài hát này thì nó có hơi chút gì đó, nó hơi bị kìm lại một chút xíu. Mình đó thì mình nghe chưa đã đâu, nghe chưa đã bằng Giá Như thôi, nhưng mà để có thể ra được một cái MV mà kết hợp với nữ rapper đang rất là nổi tiếng hiện nay thì sự Subin đã chọn cho mình một cái concept khá là thông minh, khá là hay, kiểu như là đối lập nhau các bạn, giữa mặt trăng và mặt trời, giữa sáng tối, giữa ngày và đêm, giữa nam và nữ sẽ có những cái góc tối như thế nào đó. Cả mà hai dancer cả cuối cùng nhảy, mà khi mà cái mặt trời và mặt trăng nó đứng thẳng hàng, nó lướt vào nhau các bạn, thì nó nghĩ là mặt trăng nó che đi mặt trời, cái bóng tối nó đã bao trùm hết mọi thứ xung quanh rồi, và những cái suy nghĩ và những cái quan điểm của cả người nam và nữ như đánh lộn với nhau các bạn, như đang giằng xé lẫn nhau là tại sao em làm như thế này, tại sao anh không yêu em, hay là tại sao mà chúng ta lại giấu giếm nhau những cái chuyện không đâu vào đâu, để rồi dẫn đến cái mối tình nó tan vỡ các bạn đó. Khi mà cái hai bước qua thì mặt trăng đi bên mặt trời, nhưng mà mặt trời là đi bên phía mặt trăng các bạn đó, những cái hình ảnh rất là đối nghịch với nhau. Một concept quay về cực kỳ là hay về phong cách của Subin. Còn về bài hát vẫn luôn là một chất nhạc rất là hoàng tử R&B. Subin các bạn thân sự, Subin rất là sở trường về cái giọng hát này, thì với cái giọng nhạc này rồi thì mình vẫn hy vọng là Subin vẫn giữ cho mình một cái phong độ và một cái hình ảnh quen thuộc như thế này để có thể tiếp cận gần hơn, thậm chí là có thể đi xa hơn trong cái chặng đường ở nhà sắp tới của mình các bạn. Nghe lại biết gì đâu mà nghe nó u tối mà nó ngột ngạt mà không thoát ra được cái thế giới này các bạn. Tờ Linh nè, đây là cảnh cuối của Giá Như các bạn, nếu các bạn xem vì Giá Như chẳng buồn nói lẽ vài câu nói câu nào anh gồng hết sức có thể nhịn
gồng hết sức để nhịn nhau. Ta cứ thế trôi sâu vào những thứ không đâu vào đâu, giọt buồn trên vai dần dần thành chia hai. Vậy lý do là tại ai? Anh không muốn ta buồn xuôi, baby. Lý do là tại ai? Chú tôi à, xin cho anh có trả lời, baby. Để lòng này bớt trái vai trong tim anh. Dừng xí. Đại này xung đi đấy. Hát quá xuất sắc. Mọi người, bạn nghe lại này. Ta buồn xuôi, baby. Chịu đựng một chút thôi à. Xin cho anh có trả lời, baby. Để lòng này bớt trái vai trong tim. Để lòng này trái vai. Ủa, cái đạn gió nó nghe sướng không ạ? Subin hát rất hay mọi người. Chất giọng của Subin rất là thích. Chất giọng của Subin rất hay các bạn. Rất tình cảm. Bây giờ này phút rồi các bạn. Vậy thì đã đến lúc. Yo. Hay quá. Không thì ai biết được. Tạo lên đây. Cái gì? Được bông hồng. Để khi gì? Nghe lại. Được bông hồng xong rồi quên tới. Để khi tàn phai thì tiếc nuối. Rồi à. Cái đoạn của Tờ Linh hát á, cái chất giọng của Tờ Linh thì khi mà Tờ Linh hát thì nó rất là lả lơi các bạn, rất là lả lơi, quyến rũ và sexy đấy, thì nó là phù hợp, rất là hợp với các bạn. Ai mà biết được này, kiểu là một người con gái mà lúc nào cũng buông rơi các bạn đó. Còn Subin thì là một chàng trai si tình, rất là si tình luôn, lúc nào cũng đau khổ vì tình yêu. Khi Subin vào cái nhân vật á là chàng trai rất là si tình, nhưng mà Tờ Linh á thì là vào một cô gái rất là kiểu gì, nó hơi một chút gì đó, nó hơi buông thả quá nhiều các bạn. Thì một cái cảm nghĩ của mình thôi, nhưng mà khi mà ghép lại hai cái cá tính này lại với nhau, khi mà ghép lại hai cái chất giọng này lại với nhau thì nó là rất khá là hợp. Sự hợp một chất giọng của một chàng trai rất là si tình và chất giọng một cô gái rất là sexy, rất là quyến rũ, kiểu như là buông lơi lên lả lời mọi thứ vậy đó các bạn. Và bài hát này khá là hợp chứ. Yêu cầu nhiều hơn. Trách ai đau hơn hay buồn hơn. Thì thấy là mơ thấy không. Sự ưu tiên không có thời gian luôn. Em cứ lấy tất cả những gì mình chết chứ mình. Nếu khiến em ước mi cũng vậy. Xuất sắc rồi mọi người. Một bài tình ca đã vỡ nát. Vỡ nát. Yeah.
chưa hề chào nó đi lần nào. Trên phần tâm ý. Ngoài ra thời gian chứ được. Cũng phải là đấu tranh hai cái suy nghĩ, đấu tranh giành xé nhau các bạn. Yeah. Woo, xuất sắc. Hay quá. Nghe rất là drama luôn các bạn. Nghe cực kỳ là drama luôn mọi người. Xem ra chẳng ai, xem ra cũng chẳng ai biết được. Không em thì ai biết được các bạn. Ai mà biết được Subi Hoàng Sơn Tờ Linh. Anh mừng bật nó lên. Cái bài hát mà cực kỳ là mang màu sắc rất là tối tăm đó, nhưng mà đầy sức hút và đầy sự bí ẩn ở trong đó các bạn. Và vẫn là cái chất nhạc R&B sở trường của Subi đã làm nên thương hiệu của anh trong suốt thời gian vừa qua mọi người. Cảnh quay rất là đẹp ha. Màu MV cũng cực kỳ xịn sò luôn các bạn. MV quá hay, MV đầy áp những cái hình ảnh mang tính nghĩa là nó ẩn dụ của các bạn đó. Nó hay mọi người. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip sự của mình dịp này, mình rất vui. Thứ hai nhân vật làm sao comment nhé, và đừng quên tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình và các bạn subscribe kênh ở bên dưới nhé. Xin chào mọi người.